Cô gái này đang hì hục chế tạo một chiếc nhẫn từ cái nắp chai, tuy nhiên lạ một điều là nó khá rộng so với ngón tay và có nhiều răng cưa. Thì ra cô ấy dùng nó để đối phó những tên biến thái, chỉ cần cho họa mi vào là cụt đầu ngay. Quả nhiên tên đại ca già dính bẫy, hắn vừa đè cô ấy xuống ngay lập tức kêu la, hai tay ôm máy bơm nhỏ máu chạy như ma đuổi. Vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Liệu cô gái có thoát khỏi tình cảnh ngặt nghèo, lò không có lửa mà mấy đứa đòi nướng khoai? Người phụ nữ đứng trên biển tàu tận hưởng ánh nắng vào mùa xuân, đột nhiên cô thấy hai cụ già ở phía đối diện cứ nhìn mình chằm chằm, ánh mắt họ có vẻ thèm khát lắm. Hóa ra cô gái vô tình để lộ khe vếu, cô ấy e thẹn quay người ra chỗ khác kéo áo lên, không biết từ bao giờ vếu mình lại lòi ra một cách phơi bày như vậy, thực sự xấu hổ quá đi thôi. Một lát sau người phụ nữ đi câu cá với chồng, nhưng lúc tới nơi anh chồng đề nghị đến một hòn đảo nhỏ cách đó không xa. Cả hai càng đi sâu hơn qua hành lang sông, vào thời điểm này bầu trời bỗng nhiên mây đen kéo đến bao phủ, không gian là một màu xám xịt. Dự đoán một cơn bão đang đến, cả hai vội vã lên bờ, họ trèo lên tìm chỗ trốn mưa. Tuy nhiên sau khi lên bờ cặp đội đã bị lạc đường, họ thậm chí không thể tìm thấy lối mòn để đi. Vì thế hai người có một cuộc tranh cãi, vợ trách chồng khi không lại tớn lên đến đảo. Nhưng sau đó có ánh sáng phía trước, nhìn kỹ hơn là nơi những chiếc xe đang đậu. Người chồng dự định muốn lại xem sao, nhưng cô vợ thấy sự lên kéo lại ngăn cản. Họ lên núp lùm quan sát và thấy ở đằng kia có hai người đàn ông đang vật lộn. Họ nhìn thấy hai người bên cạnh chiếc xe đang điên cuồng tấn công một người nằm trên mặt đất. Rõ ràng nơi đây có gì đó bí ẩn và rất nguy hiểm. Nếu vừa rồi hai vợ chồng lộ mặt sẽ gặp rắc rối lớn, bọn họ hoảng hốt tìm một lối thoát khác. Không lâu sau họ đến một khu rừng, chẳng còn đường lui nên động viên nhau tiến về phía trước. Thế rồi họ tìm thấy một ngôi nhà có đèn sáng, cả hai hào hứng đến mức không nghĩ gì thêm chạy thẳng vào trong, nhưng căn phòng bừa bộn, đồ dùng cá nhân ở khắp mọi nơi. Rõ ràng những gì ở đây cho thấy có một nhóm người sinh sống. Quan sát một lúc ai cũng rợn lông mu bàn tay, họ phải tìm điện thoại để gọi giúp đỡ càng sớm càng tốt. Người chồng đến một căn phòng khác, khi bật đèn và xem xét anh bất ngờ khi thấy tất cả các loại cây ở đây đều rung chuyển. Biết có chuyện chẳng lành, ngay lập tức anh chạy đến gặp cô vợ. Hóa ra đây là xe bán tải lúc nãy, nhìn qua kính trong nhà, họ dường như đã phát hiện ra cô vợ đang đứng bên cửa sổ. Lúc này anh kéo cô vợ chạy, đúng lúc này một người đàn ông cầm súng bước tới, hắn đứng ở cửa hét lớn, bảo những ai trong nhà bước ra. Người chồng dừng lại và suy nghĩ, quyết định đưa vợ ra, giải thích cho người kia lý do tại sao họ ở đây. Nhưng họ đợi cho đến khi bọn chúng ló đầu ra, đột nhiên hắn ta bước lại đe dọa, ngay lập tức người chồng giải thích tình hình. Nhưng điều anh ấy không biết là, người ta nói rằng những người sống lang thang rất máu lạnh và nguy hiểm. Trên thực tế bọn chúng đã để mắt đến người vợ của anh ở đằng sau lưng, vợ chồng họ dễ dàng vào, nhưng thực sự khó mà rời khỏi đây. Thằng đứng trước nói với thằng đứng sau, chuẩn bị tiếp khách rồi lên tầng 2 nghỉ ngơi. Sau đó một tên ăn nói nhỏ nhẹ mời họ vào phòng và hứa sẽ đưa họ ra khỏi đảo vào ngày mai. Sau khi hai vợ chồng có cảm giác an toàn, một tên khác mang quần áo tới để họ đi tắm. Người chồng lòng dạ bồn chồn không yên, anh nhận định đám người này rất gian manh xảo quyệt, khó lòng đối phó được. Người chồng khuyên vợ nên lợi dụng lúc này trốn đi, chứ nghe lời bọn chúng đến ngày mai thì toang hẳn. Có điều người vợ đang rất sợ hãi, toàn thân run nên không biết phải dư nào. Cuộc trò chuyện giữa hai người đã vô tình bị một tên đứng ngoài nghe thấy. Khi vợ chồng họ tắm xong quần áo đã biến mất, người chồng chỉ có thể lấy tấm vải che khoai lại và anh ấy chạy đến chất vấn bọn chúng. Nhưng ai biết rằng người chồng chưa kịp lên tiếng đã bị hắn ta lớn tiếng, tốt nhất mày không được phép lên tiếng ở đây, khiến anh đành nhịn nhục. Bên cạnh đó người vợ mất hết đồ lót, chỉ mặc một chiếc váy thả rông hàng họ. Rồi hắn muốn cô thể hiện nấu nướng, hai vợ chồng không ngờ rằng đã vô tình đột nhập vào hang sói, toàn những tên bụi bặm lưu manh. Trước mặt người vợ bọn chúng dùng những lời tục tĩu, thậm chí còn tuột quần người chồng. Cuộc chơi mới bắt đầu khiến một thằng cười không nhặt được mồm. Kể từ lúc đó hắn ta đưa ra nhiều yêu cầu hơn, lần này chúng muốn xem hàng họ của người vợ, anh chồng lập tức từ chối. Tuy nhiên đó là bản chất tàn bạo của bọn chúng, khi ép anh vào tường, đe dọa anh tốt nhất nên cầm cái mồm lại nếu không hắn sẽ giết anh ta. Ngay lập tức cô vợ nhượng bộ đồng ý với yêu cầu của bọn chúng, thế là bọn chúng thả người. Từ một kẻ điên loạn bỗng dưng mềm yếu, hắn ta từng bước tiến lại khiến người chồng thực sự rất lo lắng. Cũng vì quá sợ hãi nên cô vợ trên những quả trứng còn lại bị cháy, điều này vô tình chọc giận hắn ta, cũng vì bọn chúng cả ngày chưa có gì cho vào mồm. Vì thế hắn ta lấy con dao ra và đưa cho cô, yêu cầu cô giả cấy con chó ngay lập tức, nấu lại bữa tối cho hắn. Người vợ cảm thấy sợ hãi vì chưa bao giờ giết động vật, cô bảo rằng chuyện này mình thực sự không làm được. Hắn nghe thế chuyển sang hành hạ người chồng một lần nữa, bọn chúng không ngừng đánh đập và hăm dọa. Cô vợ sợ hãi hết mực cầu xin, sau đó miễn cưỡng cầm dao xử lý chú cún. Cuối cùng bọn chúng có một buổi tối no say, trước khi rời đi, bọn chúng đưa hai vợ chồng đến một nhà kho giam giữ. Và không quên dặn dò hai vợ chồng, đừng nghĩ tới việc chạy trốn, bởi chỉ cần ra ngoài sẽ có một con chó hung ác chuyên ăn thịt chờ sẵn. Ngay khi bọn chúng bước đi, người chồng đẩy cánh cửa không quên cầm tay vợ, thế là hai người chạy trốn điên cuồng. Nhưng chưa đi được xa, vợ chồng họ đã gặp người của bọn chúng đang đợi với một con cờ hó, cả hai hoảng loạn vì đối phương rất hung dữ. Sau khi bị bắt về nhà kho, tên đại ca rất tức giận, hắn ta bắt người vợ uống hết một chai rượu. Nhìn vợ mình bị bọn khốn nạn ức hiếp, anh chồng không nhịn được nữa, nhưng vừa chạy lại đã bị thằng đàn em cho một gậy vào mồm quay táng.
hắn còn vụt thêm phát nữa làm què giò nạn nhân, tiện tay bóp cò bắn vài phát cảnh cáo. Mấy phát súng làm náo động thằng đại ca già đang yên nghỉ, hắn bò dậy với những âm mưu đen tối trong đầu. Sau khi giải quyết người chồng, chúng bước đến người vợ, sẵn sàng cho khoai vào lò nướng. Đúng lúc này thằng đại ca già bị đánh thức vừa đến, lập tức mở cửa nhà kho, ông ta đã giận dữ lao vào đấm đá hai tên đàn em. Không những vậy, ông ta ra đòn rất hiểm ác, có vẻ như hai thằng đàn em này đã bị đánh rất nhiều. Sau khi xử lý đám đàn em xong, ông ta nhìn người vợ mà chảy hết cả nước miếng. Đúng là hai thằng chó chết, có con em đẹp như vậy không gọi bố mày tiếng. Lúc này người vợ lại hy vọng ông ta là vị cứu tinh đến giúp mình, nhưng điều cô ấy không mong đợi là bố già này còn dâm dê hơn hai thằng đàn em. Do nhìn thấy gái xinh thì ngay lập tức ra lệnh cho đàn em cấm chấm mút đến cô ấy, thằng nào chạm vào cô ta, tao đấm vỡ mồm biết chưa. Sau đó hắn gọi hai đàn em vào phòng quát tháo, chúng mày liệu hồn đó. Lúc này họ cảm thấy nơi này thực sự rất đáng sợ, nhưng người chồng bất lực, chỉ người vợ có thể tự cứu mình. Tình hình nguy cấp, cô ấy tìm thấy một chiếc nắp chai bằng sắt trong nhà kho, sau đó tạo hình thù cho nó, rồi uốn thành hình dạng răng cưa, một chiếc nhẫn chỉ vừa củ khoai, một khi bọn khốn nét khoai vào coi như toi nòi giống. Bước tiếp theo là đặt bẫy, cô ấy chọn một số cần câu cứng, một đầu cố định với dây câu, đầu còn lại buộc vào móc cần câu, sau đó kéo thành hình cánh cung. Bằng cách này cô có thể treo người trên không, chỉ cần bọn khốn bước vào đó, chắc chắn sẽ về gặp ông bà. Chẳng mấy chốc một tên đàn em đã đến thăm, ngay sau khi nghe tiếng động, cô vội vàng tắt đèn, giả vờ nằm bên người chồng và ngủ tiếp đi. Hắn ta đánh thức người vợ để đưa đến chỗ thằng đại ca già, người vợ hiểu rằng nếu đến phòng khác kiểu gì cũng bị hấp diêm. Vì thế cô ấy cố tình khiêu khích để đối phương mất cảnh giác, nhằm đưa hắn ta đến vị trí đặt bẫy. Hắn vừa phát hiện ra điều bất thường thì anh chống nhanh tay giật dây, vô số móc câu và các vật dụng khác lập tức tung bay. Hắn bị án tử trên không trung một cách đột ngột, thế là tiễn một em lên bàn thờ bốc xôi. Cô vợ tiếp tục nhặt cái búa lên giã hắn ta ra bã mới chịu, đúng lúc con chó hung ác vừa đến và đánh hơi được mùi máu. Nó cố gắng chui qua khe hẹp nhưng bị mắc kẹt. Bên kia thằng đại ca già chờ đàn em không thấy trở về, nên ra lệnh cho tên đàn em còn lại tới nhà kho, thúc giục mang người vợ đến ngay lập tức chứ bấn lắm rồi. Có vẻ như mọi chuyện đang diễn ra theo đúng kế hoạch, tên đại ca già sắp gánh chịu một cơn địa chấn, đó là cái nắp chai chế tác thành chiếc nhẫn, dùng chuyên trị những kẻ hấp diêm. Cuối cùng thì nó cũng có ích, khi vào phòng cô rất bình tĩnh, cẩn thận đến phòng của sói già. Con sói già ra hiệu cô ngồi xuống, mặc dù vẫn rất sợ tên ma sói này, nhưng cô cố gắng thả lỏng cơ thể. Một phút sau con sói già đè cô nằm xuống, nào ngờ vừa cho khoai vào thì lão kêu la thảm thiết, ôm máy bơm bỏ chạy như bị ma đuổi, lao vào phòng tắm mới hét lên một tiếng kinh hoàng. Nghe tiếng đại ca, tên đàn em vác súng chạy vào, tuy nhiên lúc này người vợ đã trở lại nhà kho, cô kéo chồng tìm nơi ẩn nấp. Tên đàn em như lên cơn dại cầm súng lao đến, tuy nhiên tới cửa hắn dừng lại cẩn thận quan sát. Hai vợ chồng trốn một góc ngồi im bất động. Sau khi nghe tiếng trong tủ quần áo, hắn ta bước vào điên cuồng xả đạn, tuy nhiên vào kiểm tra hóa ra là xác của đồng bọn. Lợi dụng lúc hắn không để ý, người vợ nhanh chóng đưa ông chồng thoát khỏi nhà kho và lấy thanh gỗ khóa cửa lại. Ngay sau đó cả hai lên xe bán tải nhằm bỏ trốn, nhưng chìa khóa không có trong xe, chẳng còn cách nào khác, người vợ phải quay trở vào để tìm. May mắn thay cô ấy đã thấy chiếc chìa khóa ngay sau đó. Nhưng lúc này tên đại ca già mất khoai đã tỉnh lại, hắn ta vừa bước ra ngoài liền gặp ngay con chó hung dữ. Lão nhân mày nhau mặt cố gắng ra lệnh cho con chó, nào ngờ nó đang nhìn chằm chằm vào con họa mi dỉ máu. Rồi bất ngờ con chó hung dữ lao vào cắn xé hắn ta một cách dữ dội. Đúng lúc tên đàn em vừa thoát khỏi nhà kho, để rồi hắn ta đã nhìn thấy một cảnh tượng thê thảm của đại ca mình. Bên kia người vợ đã khởi động xe, hai vợ chồng lập tức phóng xe đi. Để ngăn chặn họ, thằng đàn em chạy vào nhà kho, hắn lái một con chiến mã chạy bằng dầu đuổi theo. Điều hắn ta không mong đợi là, vừa đến cửa nhà kho chiếc xe đã bị một thứ gì đó hút lại. Khi cô vợ nhìn thấy điều này đã ngay lập tức đạp chân ga đâm thẳng vào tên đàn em, cứ đâm cực mạnh, thế là tiễn em nó về với ông bà ông vải. Cuối cùng hai vợ chồng ôm lấy nhau thở phào nhẹ nhõm. Bộ phim đã đến hồi kết, tên phim mình để dưới phần mô tả, các bạn lên Google tìm kiếm. Hãy ủng hộ kênh bằng những lượt like và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong video sau.